Xin chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với đầu tư tiền điện tử Enerform đây. Thì trong ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến một cái chủ đề rằng là 2024 có phải là một cái thời kỳ để có thể tạo ra những cái sự uptrend, tạo ra những cái sự bull run như trước đây hay không. Thì trước giờ chúng ta cũng đã bàn khá là nhiều đến cái vấn đề là halving, đúng không ạ? Từ cái lần halving đầu tiên là ở 2012, chúng ta luôn có những cái sự tăng trưởng lên rất đáng kể ha. Chúng ta thấy là chúng ta tạo ra một cái sự uptrend bull run thật sự và nó kéo cho giá cả tăng trưởng đó. Đến cái kỳ halving lần thứ hai là 2016, chúng ta cũng có một cái đà bull run lên. Và đến lần gần đây nhất là lần halving lần thứ ba ha, ở cái thời gian là 2020, chúng ta cũng đã chứng kiến một cái sự kiện halving và nó khiến cho Bitcoin tăng trưởng lên những cái vùng giá khá là cao, chị, lên đến gần 69.000 đô all time high ha. Và đến thời điểm ở trong năm nay, chúng ta thấy rằng là chúng ta chỉ còn cách 4 tháng nữa ha, chúng ta chỉ còn cách 4 tháng nữa là sẽ đến cái kỳ halving lần thứ tư, và cái thời gian này sẽ diễn ra vào tháng 4 của năm 2020. Và đối với cái lần halving này á, thì theo một người thì chúng ta có tăng trưởng được hay không? Thì đối với em á, theo em, cá nhân của em nghĩ á, là sau halving chúng ta sẽ có những cái sự tăng trưởng đột biến. Và không chỉ nha chị nha, không chỉ là Bitcoin, không chỉ là những cái đồng như là Ethereum, những cái đồng coin top á, thì chúng ta còn sẽ có rất là nhiều những cái trend, những cái xu hướng. Thì chúng ta thấy được rằng là ở trong cái chu kỳ bull run ở 2021-2022, chúng ta thấy được rằng là Bitcoin nó tăng lên, đúng không ạ? Thì nó cũng sẽ kéo theo những cái đồng meme coin. Meme coin ví dụ như là Shiba Inu này hay là Dogecoin này, những cái đồng mà nó tăng trưởng cực kỳ lớn. Thì đó là những cái cơ hội để mà anh chị có thể là kiếm thêm những cái phần lợi nhuận đến từ thị trường crypto nha. Và nếu như anh chị là người mới, thực sự là người mới luôn á, mà chúng ta không biết rằng là nên đầu tư từ đâu, thì chúng ta nên xem xét qua một vài cái thông tin ngày hôm nay em sẽ chia sẻ với anh chị. Thì trong mỗi kỳ halving thì chị biết được rằng là nó sẽ có một cái trend, đúng không ạ? Nó sẽ có một cái trend, và những cái trend đó nó sẽ đi xuyên suốt và coi như là nó tạo ra những cái sự kích thích, kích cầu cái thị trường altcoin lên. Và khi mà những cái sự kiện halving diễn ra thì đó sẽ là những cơ hội rất là đáng để chúng ta xem xét, nghiên cứu về thị trường và nghiên cứu về xu hướng để đầu tư ở trong thời gian tới nhé. Và mỗi lần mà chúng ta thấy halving thì chúng ta thấy rằng là ở thời điểm này đi, như chúng ta phân tích với nhau trước đó thì Bitcoin nó đang gặp một cái cản, đúng không ạ? Thì cái cơ hội đầu tư nó còn hay không dành cho những anh chị em người mới, ví dụ chúng ta không mua được những cái vùng giá đẹp của Bitcoin ở dưới này mà chúng ta có thể là ngắm đến những vùng giá khác đi chẳng hạn. Thì anh chị thấy rằng là cái sự từ chối này nếu được sinh ra ở trước kỳ halving, chúng ta còn 4 tháng, anh chị hãy lưu ý là chúng ta còn 4 tháng nữa thì Bitcoin hoàn toàn có thể là tạo ra những cái sự điều chỉnh xuống ha. Và những cái chỉ báo thì anh chị thấy rằng là nó cũng đã đến những cái ngưỡng có thể là sinh ra những sự điều chỉnh. Và khi mà cái sự điều chỉnh này sinh ra thì mọi người phải hiểu rõ rằng nó là sự điều chỉnh như thế nào. Khi mà mọi người càng thấy những cái con sóng tăng, đúng không ạ? Chúng ta thấy những con sóng tăng đi lên đi rất là mạnh như vậy thì nó sẽ cần có một sự điều chỉnh để nguội lại, để nguội lại trước khi nó tạo ra một cái đà tăng trưởng tới. Và khi mà trong thời gian tới mọi người thấy ví dụ như Bitcoin nó điều chỉnh đi là thời điểm rất rất đẹp. Thời điểm rất đẹp để chúng ta có thể là nghiên cứu để đầu tư và gom những cái đồng coin, những cái dự án mà mọi người quan tâm. Và khi mà halving diễn ra thì mọi người thấy rằng là chúng ta sẽ có thể là tạo ra một sự bull run. Và trong kỳ này thì em tin rằng là trong cái chu kỳ halving lần tới á, thì chúng ta sẽ có thể là chạm đến cái ngưỡng là 100.000 đô. Nó sẽ không khó nha mọi người nha. 100.000 đô một Bitcoin là cái điều nó vẫn có thể xảy ra. Và mọi người có thể là cân nhắc thật là kỹ để mà chúng ta có thể là đầu tư và nó bắt xu hướng nó kịp thời hơn đối với crypto. Và nếu chúng ta so sánh giữa thị trường crypto và cũng như là những cái thị trường tài chính khác, ví dụ chúng ta lấy ví dụ như là chứng khoán đi, thì chứng khoán thực sự là nó cũng có tăng trưởng, nó cũng có tăng trưởng, nhưng mà để nói rằng là so sánh giữa crypto và chứng khoán thì nó là một trời một vực anh chị, nó là một trời một vực ha. Bởi vì là sao? Bởi vì là chứng khoán thì thực tế ra nó có một cái ưu điểm rằng là nó khá là an toàn, bởi vì là nó sẽ dựa trên những cái tập đoàn, những cái công ty mà niêm yết những cái mã chứng khoán đó, họ hoạt động, họ đầu tư, họ kinh doanh có lãi, thì cái mã chứng khoán đó chúng ta sẽ thấy được rằng là sẽ được nhiều nhà đầu tư chú ý đến và nó sẽ tăng trưởng lên. Nhưng mà đối với crypto đi, crypto thì nó là một cái mảng nó rộng hơn ha chị, nó không bị bó buộc bởi là một cái công ty hay một cái tập đoàn mà nó là một cái thị trường mở, một cái ngách mở ở trong thị trường tài chính anh chị. Thì mọi người có thể thấy rằng là ở trong cái giai đoạn dịch đi, giai đoạn dịch vừa qua ở 2020, 2021, 2022, chúng ta thấy rằng là khi mà giai đoạn dịch đó bùng nổ ra thì những nhà đầu tư chú ý đến thì không chỉ là những nhà đầu tư chuyên nghiệp, không chỉ là học sinh sinh viên, mà có thể là những người lao động phổ thông thôi, họ cũng có thể là quan tâm và vẫn có thể là đầu tư đến thị trường crypto một cách là đơn giản nhất, đúng không ạ? Đó, thì mọi người thấy được rằng là cái tiềm năng
để mà cái dòng tiền á, nó đổ về thị trường crypto nó rất là lớn, nó lớn hơn rất nhiều so với thị trường chứng khoán nha anh chị nhé. Có thể là thị trường chứng khoán đi, ví dụ như chúng ta nói thị trường chứng khoán Mỹ thì nó chỉ tập trung là một cái lượng tiền lớn là ở những cái nhà đầu tư ở trong nước, ví dụ như là ở Mỹ thì những cái nhà đầu tư ở trong nước sẽ đổ tiền vào, hoặc là vẫn có thể là có những cái nguồn vốn ở gọi như là nước ngoài đổ về, nhưng mà nó sẽ có gặp phải những cái rào cản, những cái hạn chế để mà có thể là những cái người ở nước khác có thể là tiếp cận đến, đúng không ạ? Ví dụ như chúng ta muốn đầu tư lên ở chứng khoán Mỹ đi thì chúng ta cần phải có qua môi giới, hoặc là chúng ta phải gọi như là đi qua đó, chúng ta phải đăng ký thế này thế kia để chúng ta đầu tư vào, chúng ta phải mở tài khoản vân vân, rất là nhiều thứ nó lằng nhằng lắm. Thì đối với crypto thì anh chị chỉ cần một là một cái ví, đúng không ạ? Hai là anh chị nạp tiền lên đó, ba là anh chị kiếm một cái sàn giao dịch để anh chị đầu tư vào và cũng như là kiếm được những cái cơ hội lợi nhuận. Thì anh chị thấy rằng là đối với thị trường crypto vẫn là một thị trường rất là màu mỡ, thứ nhất là nó còn mới so với những cái thị trường khác như là chứng khoán đó, và cái thứ hai nữa là đối với thị trường crypto nó là một mảng liên quan đến công nghệ. Mọi người phải xác định rằng là nó liên quan đến công nghệ và nó có khả năng để bùng nổ lớn hơn. Thì đến thời điểm này chúng ta đã thấy được rất là nhiều cái công nghệ blockchain đã kết hợp được rất là nhiều đến à, thì đối với thời điểm hiện tại crypto nó được có thể là được nhân rộng ra rất là nhiều khi mà những cái công nghệ nó đang tiếp cận đến, ví dụ như là IoT này, anh chị thấy không ạ? IoT, blockchain về y tế này, blockchain về giáo dục này, rất là nhiều loại để chúng ta có thể là kết hợp vào thị trường crypto và cũng như là thế giới bên ngoài. Vì là khi mà anh chị đầu tư thì anh chị phải hiểu rằng cái nào nó càng thực tiễn, nó mang giá trị thực đến con người chúng ta thì nó sẽ có khả năng để phát triển và gọi như là nhân rộng ra và cũng như là tạo ra những cái phần tăng trưởng về giá cả, đúng không ạ? Và trong thời điểm tới thì em cũng có rất là nhiều những cái trend mà em đang gọi như là quan tâm đến, thì anh chị có thể tham khảo qua. Đó, ví dụ như là AI ha. AI là một cái trend mà em thấy được rằng là thì cái trend AI á, là một cái mà đang rất là được phổ cập ở trên thế giới, đúng không ạ chị? Từ cái giai đoạn là 2022 cho đến 2023 chúng ta thấy đi đâu cũng có những cái AI hết à, ví dụ như là cái rất là nổi tiếng đi là OpenAI anh chị ha. OpenAI nó ChatGPT đó chị, một cái con bot rất là tốt đó. Và ở trong thời gian này thì ví dụ như ở trên Twitter thì anh chị cũng thấy rằng là bên Elon Musk khi mà mua lại Twitter thì cũng đang cập nhật đến một cái con AI tên là Grok ha. Đó, thì những cái con AI này sẽ giúp được rất là nhiều cái công dụng cho chúng ta, hoặc là những cái phần mềm nữa đi, như là Photoshop này, đó, những cái phần mềm Premiere các thứ, thì sau này nó cũng sẽ được bổ sung thêm những cái tính năng về AI, sẽ giúp cho những cái công việc nó nhẹ nhàng hơn và nó đơn giản hơn rất là nhiều. Vậy nên là em nghĩ rằng là trong cái chu kỳ 2024 tới thì cái trend AI là một cái trend mà anh chị cũng có thể là nhắm đến, và nó thực tiễn với cuộc sống hiện tại. Có những cái trend ví dụ ở trên TikTok bây giờ anh chị thấy những ngày qua đang rất là sôi động về cái trend là đưa ra một cái tấm hình rất là bé thôi và sau đó là nó tạo ra những cái khung cảnh xung quanh, nó nhân rộng ra những cái chi tiết ngoại cảnh ở bên ngoài cái tấm hình đó nữa. Rất là thông minh, nó rất là tiên tiến đúng không anh chị? Và để mà anh chị có thể là ngắm đến những cái trend như vậy thì làm sao để một người mới, ở đây em đang nói là người mới, làm sao có thể là tiếp cận đến được, hoặc thậm chí là những anh em người cũ đi, và xưa giờ chị chỉ đầu tư vào một Bitcoin thôi hay là đầu tư vào một Ethereum thôi mà anh chị muốn nhân rộng ra cái khoản danh mục đầu tư của mình để mà chúng ta kiếm những cơ hội nó tốt hơn á, thì người mới vẫn có thể là xem qua những cái sàn giao dịch uy tín, đúng không ạ? Thì đối với em á, thì từ cái thời điểm 2020, 2021 cho đến thời điểm hiện tại, một cái sàn giao dịch mà em nghĩ rằng là dành cho người mới rất là tốt luôn anh chị, đó là một cái sàn tên là CoinS ha. Thì anh chị hoàn toàn có thể là vào ở trong CoinS này, anh chị sử dụng rất là nhiều tính năng, nó đầy đủ tính năng cả, như là spot này, anh chị vẫn có thể trade future đó, và còn những cái khác như là anh chị có thể là sử dụng qua những cái thị trường tạo lập đó vân vân, để có thể là kiếm thêm những cái phần lợi nhuận. Thì đối với cái sàn này, tại sao em lại nói là nó sẽ rất là dễ dàng dành cho những người mới khi mới tiếp cận đến thị trường crypto, có thể là tìm hiểu nó một cách là dễ dàng nhất á, thì anh chị vào cái phần thị trường này, anh chị xem qua cái phần tổng quan thị trường, cái này là cái mà em thấy rất là thích luôn đó. Ví dụ như anh chị muốn tìm kiếm về AI, Big Data đúng không chị? Anh chị vào cái danh mục này thì nó sẽ liệt kê ha, sàn CoinS sẽ liệt kê ra những cái đồng nào nó liên quan đến AI, liên quan đến Big Data để anh chị có thể là nghiên cứu nó đó. Thì họ listing rất là nhiều những cái cặp giao dịch khác nhau, những cái sản phẩm, những cái dự án khác nhau để mọi người có thể là tìm kiếm đến, để có thể là sử dụng, để có thể là xem xét về cái danh mục đầu tư của mình. Hoặc là những cái trend cũng rất là hot ở gần thời gian vừa qua, ví dụ là BRC20 cũng được gọi như là niêm yết rất nhiều ở đây. Chúng ta thấy được những cái đồng như là SAT này, Audi này, đó, rất là nhiều đồng ở đây ha. Thay vì là mọi người phải đi ra rất là nhiều công cụ khác để mọi người xem xét là ở cái danh mục đầu tư đó nó bao gồm những cái đồng coin nào mà đang được nhiều người quan tâm, thì đối với CoinS họ đã listing sẵn lên hết ở trên này cho mọi người ha. Về cả meme coin đi, meme coin cũng là những cái đồng em đang nắm, ví dụ như là Dogecoin và Shiba
hai cái đồng tập trung của em hiện tại em đang nắm hai cái đồng này đó chị thấy không ạ? Thì nó cũng được listing ở trên này, nên những cái đồng khác mà anh em thị trường cũng đang rất là thích như là BB nè, đó, Mim nè, đó rất là nhiều, hay Baby Dog vân vân, rất là đầy đủ ở đây để mọi người nhắm đến là xem thử rằng ở những cái đồng meme coin đó nó có thể là nằm ở đâu, hay là những cái đồng BRC20 nằm ở đâu, AI Big Data ở đâu, và tất cả những cái chain khác, layer 2 hay là social file, những cái chain mà có thể là bùng nổ ở trong 2024 thì nó đều được gọi như là đưa ra những cái thông tin ở đây, thì nó đều được liệt kê ra những cái danh mục riêng để mọi người lựa chọn và cũng như là đầu tư nó dễ dàng hơn và nắm bắt cái xu hướng nó tốt hơn ha mọi người ha. Và đó là về những cái tính năng khá là em nghĩ rằng khá là hay để mà người mới có thể là xem xét và cũng như là sử dụng với cái sàn giao dịch này ha. Họ cũng có rất là nhiều những cái thiết bị nền tảng ở trên những cái thiết bị khác nhau như là Apple Store, họ cũng listing lên là Google Play đó, thì mọi người có thể là sử dụng kể cả trên Android hay là kể cả trên những cái thiết bị Apple thì họ mọi người có thể là sử dụng nó rất là tiện nghi ha. Và đối với những cái sàn giao dịch thì một cái câu hỏi lớn thôi đặt ra là những cái sàn giao dịch này uy tín hay không. Thực sự với anh chị luôn là sàn giao dịch này đã hoạt động được 6 năm rồi. Hiện tại thì họ cũng đang có những cái sự kiện xung quanh là 6 năm anh chị ha. Thì đây là một cái chủ đề mà dành cho CoinS ở trong cái lần kỷ niệm 6 năm này, đó là You Rise Me Up. Thì mọi người vẫn có thể là follow ở trên Twitter này hoặc là xem ở trên trang web, họ có rất là nhiều sự kiện để anh chị có thể là kiếm thêm những cái phần quà. Nó rất là nhiều luôn nha anh chị ha, hàng tháng, hàng quý, hàng năm đều có những cái sự kiện như là xung quanh đó, và kể cả ở trong lần này khi mà kỷ niệm 6 năm á thì những cái sự kiện nó càng nhiều, nó càng lớn hơn nữa để mọi người có thể là săn thưởng. Và để mà đầu tư cũng như là săn thưởng thêm ở trong thời gian tới ở trên sàn CoinS thì anh chị có thể là follow ở trên CoinS ha, có thể là follow CoinS ở Twitter nè, anh chị có thể là follow ở trên website nữa để xem xét là những cái sự kiện nó ra sao, và xem xét những cái sự kiện nó ra sao để mọi người có thể là đầu tư và cũng như là kiếm thêm những cái phần lợi nhuận nhé. Và để trong thời gian tới mà mọi người thấy nếu như mà Bitcoin có một sự điều chỉnh nguội lại này, và chúng ta muốn xác định là chúng ta đầu tư ở trong cái mùa halving tới và kiếm thêm lợi nhuận thì anh chị hoàn toàn, thì ngay tại thời điểm này anh chị có thể là sử dụng CoinS bằng cách là đăng ký đường dẫn em để dưới phần mô tả video này nha, để ủng hộ team và cũng như là sử dụng và cũng như là trải nghiệm những cái dịch vụ, những cái sản phẩm mà CoinS mang đến cho người dùng rất là tốt luôn, và cũng như là có thể là tham gia thêm những cái sự kiện đến từ sàn giao dịch CoinS ha mọi người ha. Rồi thì cảm ơn tất cả anh chị em đã xem đến hết nội dung video ngày hôm nay, và chúc tất cả anh chị em khi xem nội dung video này thì trong thời gian tới anh chị em đầu tư nó sẽ may mắn hơn, nó sẽ lợi nhuận hơn và kiếm thêm được những cái phần quà đến từ thị trường crypto nha anh chị nha. Một thị trường tuy là nó còn nhỏ nhưng mà nó vẫn có thể là tạo ra những cái mức sinh lợi rất là tốt cho chúng ta, thì anh chị có thể là xem qua. Và cảm ơn tất cả anh chị em đã xem đến hết nội dung video ngày hôm nay, và hẹn gặp lại tất cả anh chị em ở trong những nội dung video lần sau.